Bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật, và hôm nay bên Điện Máy Việt Nhật xin giới thiệu đến các bác một dòng máy đục đại của công ty Yamatsu với model là IMS65A. Các bác cũng khá quen thuộc với lại một dòng máy đục đại của bên em và sử dụng và cũng như là được đánh giá tích cực về cái con máy đó, đó chính là cái con 95A với công suất là 2500W. Nhưng mà con đấy thì nó cân nặng của nó là nặng hơn cái con 65A này. Một số bác thợ thì yêu cầu là nó vừa khỏe vừa nhẹ. Thì chính vì thế nên là bên em năm nay cũng có về thêm một lô nữa, có nghĩa là về thêm một mã nữa. Đó chính là cái con đục 65A với công suất của nó là 2000W. Đấy, và cân nặng của nó thì nó sẽ là nhẹ hơn con kia rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nó gồm có những cái gì và cân nặng nó ra sao, công suất như thế nào, hiệu quả làm việc như thế nào các bác nhé. Đây, ok, thì máy thì tất nhiên là nó sẽ được đựng trong cái vali như thế này rồi. Đây, trên hộp thì nó cũng có công ty Yamatsu này, có model của nó là IMS65A. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra để chúng ta xem nhé. Đây, chúng ta sẽ bỏ những cái phụ kiện này ra. Đây thì các bác nhé, nó cũng sẽ tặng kèm cho các bác ví dụ là một cặp chổi than này, một cái khóa để chúng ta mở dầu này, đó, một số cái lục giác này, cái hộp này để nó chúng ta đúc dầu vào đây để chúng ta tra vào máy này. Đấy, chúng ta tra dầu như thế nào thì em sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Đấy, để em bỏ cái hộp này xuống để chúng ta cho nó rộng rãi để chúng ta giới thiệu vào cái con máy này. Đấy, máy thì nó cũng sẽ được tặng kèm hai mũi nhé các bác nhé. Đó, đầu tiên là một mũi nhọn này, đó, mũi thứ hai cũng là mũi nhọn luôn các bác nhé. Rồi, ok. Đây, cái mũi của nó đây. Mũi của nó thì các bác, một số bác mua máy khi hỏi và thế cái mũi của nó thì nó có thông dụng hay không. Thì mũi của nó, con đục này là mũi 30. Đấy, có nghĩa là 30mm các bác nhé. Đấy, chân của nó thì là dòng chân thông dụng. Đấy, dòng chân thông dụng cho tất cả các cái dòng mũi. Đấy, có nghĩa là cái đầu này chúng ta có thể lắp những cái mũi thông dụng chúng ta mua ở ngoài thị trường, không nhất thiết phải lắp mũi của hãng các bác nhé. Đấy, mũi của hãng thì nó sẽ bền, cái độ bền nó sẽ cao hơn, nó sẽ chất lượng hơn. Đấy, nhưng mà khi mà các bác không có nhu cầu mua mũi hãng thì chúng ta, hãng ở đây có nghĩa là hãng Yamatsu. Đấy, nếu mà chúng ta không có nhu cầu thì chúng ta vẫn có thể mua mũi ở ngoài cửa hàng bình thường và chúng ta lắp vào nhé. Đó, cái chân của nó là chân bình thường thôi. Ok, em sẽ bỏ cái mũi xuống. Tiếp tục về con máy nào. Ok, đấy các bác nhé. Trước khi em giới thiệu về thông số kỹ thuật cũng như là một số cái chức năng khác, chúng ta cũng cùng nhau xem con máy một chút nhé. Đây, chúng ta xem tổng thể này, nó sẽ là hai màu đỏ và đen. Đó, đỏ và đen các bác nhé. Rồi, ok. Đây, dây của nó thì dây nó dài khoảng tầm hơn 2m, 2m rưỡi gì đấy. Rồi, ok. Đây. Đó, trên thân máy nhá, em luôn giới thiệu là hàng công ty thì nó sẽ luôn luôn. Đây, nó sẽ có tên công ty khắc ở đây nhá. Khắc trực tiếp lên máy chứ không phải là dán các bác nhé. Nếu mà các bác nào mua con 65A này ở ngoài thị trường mà là tem dán thì đấy là hàng giả và hàng kém chất lượng các bác nhé. Hàng công ty thì người ta nó sẽ khắc trực tiếp lên và sẽ được kiểm định. Đó, kiểm định đi qua cục kiểm định. Người ta sẽ kiểm định về cái chất lượng của sản phẩm. Đó, có đạt yêu cầu hay không để đưa vào sử dụng các bác nhé. Đó, và trọng lượng của cái con máy này, vừa lúc nãy em có cân. Đây là nguyên máy các bác nhé, chưa lắp mũi nhé. Chưa lắp mũi, nguyên máy là 15 cân. Đó, 15 cân các bác nhé. Đấy, còn khi lắp mũi vào thì cái mũi kia chắc nó rơi vào khoảng tầm 1 cân gì đấy nhé. Và tổng trọng lượng giữa hộp này, mũi này, nói chung là cả tất cả mọi thứ thì nó là 21 kg. Đó, tổng trọng lượng có nghĩa là em tính cả hai cái mũi này, một số cái phụ kiện trong này, rồi là hộp các thứ linh tinh, hộp giấy các thứ thì nó sẽ là 21 kg. Ok ạ nhé. Rồi, đây còn nguyên máy thì nó sẽ là 15 kg các bác nhé. Đấy, tại vì là cái con 95A nó rất là thành công, nó thành công rất là rực rỡ rồi. Nhưng một số bác bảo là nó hơi nặng. Đấy, hơi nặng, nhưng mà đây thì tùy theo vào cái mục đích sử dụng của từng bác. Ví dụ các bác làm ở những cái nơi mà nó bê tông cốt thép, đúng không ạ? Bê tông cốt thép và nó rất là rắn thì chúng ta cần phải sử dụng những cái con máy mà trọng lượng nó đủ, đúng không? Trọng lượng nó nặng một chút để chúng ta phá. Đấy, chúng ta làm là chúng ta phá, nói chung là phá mạnh ấy. Thì chúng ta, với lại em cũng nói luôn là chắc là cũng tùy theo các bác, có bác cần nặng mà có các bác cần nhẹ. Đấy, bác nào cần nặng thì mua con 95A, còn các bác nào cần nhẹ thì mua con 65A này. Đấy, tất cả đấy nhá. Con này thì là nó là hàng mới nhất của năm nay. Con này nó là hàng mới nhất của năm nay. Ok, và thông số kỹ thuật thì bây giờ em sẽ đọc cho các bác nhé. Đây,
Con này nó sẽ là dùng điện 220V rồi và công suất của nó là 2000W. Nó 2000W các bác nhé. Rồi ok. Đó 2000W. Đó. Được chưa? Với model là 65A. Trọng lượng của nó là 15 kg. Lắp mũi thì thông dụng thôi. Ok chưa? Đó. Hôm nay thì là cái video này thì em cũng chỉ là giới thiệu về cân nặng này, thông số kỹ thuật và giá thành của con này. Giá thành của nó hiện tại nó sẽ là 2.800.000. 2.800.000 bên em bao ship các bác nhé. Bao ship toàn quốc. 2.800.000 và bao ship toàn quốc nhé. Ok chưa? Rồi ok, bây giờ thì em sẽ lắp cái mũi vào. Chúng ta sẽ lắp cái mũi vào để quên, xin lỗi. Em sẽ cắm điện đi, cắm điện vào để chúng ta thử đi. Còn cái video mà test máy thì em sẽ làm một cái video khác các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ làm review ở trong này thôi. Nói nên là đấy, chúng ta cắm điện và nghe thử cái tiếng của máy của nó kêu thôi. Ok các bác nhé. Đấy thì các bác, một số bác hỏi bảo là thế thì mua máy bên em thì có được kiểm tra, có được thử hay không? Thì em xin thưa với các bác rằng máy của bên em mua, em yêu cầu các bác kiểm tra thật kỹ trước khi thanh toán. Thứ nhất là kiểm tra thật kỹ trước khi thanh toán. Thứ hai, nếu các bác có cái mũi cũ của các bác nhé, các bác cứ lắp vào đây, các bác dùng thử luôn. Em cho thử thoải mái luôn nhé. Đó, nhưng mà nhớ là lắp cái mũi cũ của các bác nhé, đừng có lắp mũi mới của em vào. Đấy, các bác dùng mũi mới của em mà đóng xuống thì mất công nó chảy xước, các bác không lấy thì bác lại trả em là nó rất là nó không hay ra. Đấy thì em cứ cho các bác là có mũi cũ của các bác lắp vào đây, các bác thử thoải mái luôn nhé. Ok lấy tiền không thôi, ok thì thanh toán, không ok thì thôi. Không đúng như em giới thiệu trên video thì các bác cứ trả lại cho em. Rồi ok, bên em tại vì nó rất thành công, cái con đục 95A nó rất là thành công rồi. Đấy nhưng mà một số bác là chỉ yêu cầu về cái cân nặng thôi. Thì đấy, chính vì thế nên là bên em về cái con 65A này để đáp ứng được cái nhu cầu của một số bác là cần cái cân nặng về cái trọng lượng của nó. Đấy thì để em nói luôn, nó là 15 kg. 15 kg. Và một điều nữa em xin lưu ý với các bác là về cái vấn đề đổ dầu. Đấy nhá, trước khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ kiểm tra máy. Đấy, kiểm tra dầu của máy. Đây, như con này đây nhá. Con này là nó chưa có dầu này các bác này. Chúng ta chú ý nhá, máy mới thường là người ta sẽ không đổ dầu hoặc là đổ rất là ít. Nên các bác chú ý nhá. Đó, và khi mà các bác đổ dầu ấy thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta chỉ đổ một nửa thôi. Một nửa cái nắp này thôi các bác nhá. Đó, nó đây này, nó là cái nắp kính này. Chúng ta tháo ra và khi chúng ta đổ lên, chúng ta nhìn thấy nó một nửa đây là được. Ok nhé. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta hãy cũng lưu ý là chúng ta hãy chú ý đến cái dầu máy nhá. Đấy, giống như kiểu xe máy của chúng ta đúng không? Chúng ta đi hết xăng thì nó sẽ tắt máy. Đấy nhưng mà hết dầu thì nó sẽ bị cháy máy. Các bác hiểu chưa? Giống như kiểu con này mất điện thì là nó không chạy nữa. Đấy nhưng mà khi chúng ta nó hết dầu thì máy nó vẫn chạy, mà đồng nghĩa với cái việc là máy nó sẽ bị cháy. Nên thì chúng ta khi sử dụng luôn luôn có một câu là của bền thì tại người. Nên là chúng ta hãy cố gắng, đúng không? Hãy kiểm tra và bảo dưỡng giúp nó nhé. Đấy, làm sao để cho máy móc của chúng ta nó bền, đúng không? Hàng bên em thì nó rất là bền rồi. Đấy, nhưng mà thêm cái sự bền bỉ của các bác nữa thì máy nó sẽ trở nên bền hơn. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Bác nào mà muốn sử dụng cái dòng máy đục bê tông của bên em, con đục đại bê tông bên em với model là IMS65A này, công suất của nó là 2000W thì với giá thành là 2.800.000, 2.800.000 bao ship các bác nhé. Đấy, 2.800.000 bao ship các bác nhé. Ok chưa? Đấy, và các bác vui lòng liên hệ em qua số điện thoại là 098 205 1388 để em hỗ trợ thêm và tư vấn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của em.